Chào tất cả các bạn. Chúng ta có một cái tháng rất lớn của tháng 12. Con số ngày hôm nay. Vâng tôi thấy rất tuyệt vời ạ. Những gì đang xảy ra bây giờ tại đây gì? Đây là những gì xảy ra chúng ta đã được hai năm rồi các bạn ạ nhưng mà chúng ta sẽ tuần này chúng ta sẽ có kỷ niệm hai năm ạ còn sáu ngày nữa thôi ạ và ngoài cái tháng mà đưa ra sản phẩm thì chúng ta đưa ra sản phẩm và lại đưa lại và nhưng mà tháng 12 thì đó là cái tháng lớn nhất ở trong cộng đồng của Daisy đó là cái tháng lớn nhất của những người mới tham gia rồi là những đóng góp mới rồi là những người khởi động mới những người đặt thành tích mới và những người xây dựng mới thực sự là chúng ta đang đặt đang có phá vỡ kỷ lục ngay bây giờ hai năm sau đó đây là một cái cảm xúc hết sức tuyệt vời mà tôi thấy đang xảy ra ngay bây giờ và nó rất là đẹp ạ rất tuyệt vời và những người pacemaker những người khởi động mới con số rất tuyệt vời ạ. Tôi thấy rất hồi hộp ạ. À. Nhiều những người pacemaker hơn trong một tháng so với một năm ấy ạ. Thực sự đó là một cái 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 chứng nhận đó chính là một cái điều nói hết rất rõ về cái mô hình của Daisy của chúng ta là như thế nào như thế nào và cái mô hình của chúng ta thực thực nó là thật như thế nào và tôi thấy rất là tuyệt vời tôi rất là muốn chúc mừng tất cả các bạn và đối với th mọi thành viên của cộng đồng của Daisy bởi vì đây chính là đây chính là một cái sự mà đoàn đoàn kết rất lớn mà đang xảy ra ngay bây giờ khắp nơi trên thế giới giữa chúng ta ngày hôm nay chúng ta có 11 uh, 11 ngôn ngữ khác nhau xin chào đón tiếng Hindi uh, phiên dịch của Hindi ngày hôm nay là đầu tiên ạ uh, trong sự kiện của chúng ta và có một cái nhu cầu rất lớn ở uh, đối với thị trường của Ấn Độ bây giờ cái bây giờ là chúng ta bao gồm cả phần dịch trực tiếp bây giờ với lại tiếng Hindi vậy thì thì thực sự đó chính là cái lời chứng cho chúng ta về cái nền tảng của chúng ta mà chúng ta đặt đặt ra ở tại đây như nào về cơ bản các cái dự án nếu mà nó không phải là có thật nó nếu, nếu nó không phải là cái dự án có thật mà nếu mà nó không được dây xây dựng ở trên mô hình kinh doanh có thật thì về cơ bản bây giờ thì các dự án đã biến mất rồi đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đã có cái đà lớn và sau đó là nó sẽ biến mất nếu mà nó không thật Nhưng vậy thì nó thực sự đó là cái trải nghiệm rất tuyệt vời các bạn ạ là một phần của một cái gì đó mà là có thật và không có cái gì là biến mất và không có gì là kết thúc ở tại đây gì và cái phần uh, mục tiêu uh, cuối cùng của chúng ta đó là đạt, đạt được mục tiêu cùng với nhau ở tại đây gì vậy thì hai năm sau đó mà ở đó là bây giờ chúng ta đang có nhiều đà hơn nữa ngay bây giờ so với lại chúng ta từng có ở trong lịch sử của cái dự án của các dự án này vậy thì xin, xin thưa các bạn năm 2023 thì nó sẽ hết sức là tuyệt vời ạ vâng và Jeremy chúng ta mới chỉ đang bắt đầu thôi ạ Chúng ta mới chỉ đang bắt đầu cái đà thôi ạ. À. Vâng ạ. Chúng ta đang có những cái kỷ lục mới. Vâng ạ. Về, về cơ bản thì các sự kiện của chúng ta nó nó chính là cái điểm khởi đầu cho chúng ta. Cho đây gì ạ? Đúng không ạ? Đây chính là cái thời điểm mà cuối cùng chúng ta bắt đầu ạ. Mà khi mà chúng ta đặt ra một cái nền tảng mạnh mẽ để hướng về cái mục tiêu của chúng ta là một cộng đồng với nhau ạ. Vâng ạ đó chính là một điểm rất là hay ạ và tôi uh, ở trên núi ạ và các bạn mất mài ngày để có thể leo lên núi ạ và, và với năm mới thì chúng ta tập trung vào cái mục tiêu và chúng ta sẽ đi đâu và đó chính xác là những gì mà tôi đang cảm thấy ngay bây giờ và trên thực tế nếu mọi người mà có thể nghĩ lại và chúng ta nhớ lại là uh, sản phẩm được đưa thế nào mà những năm mà chúng ta nghĩ bây giờ và trên thực tế bây giờ bây giờ chúng ta đang đưa ra đây gì? và hai năm vừa qua là chúng ta đã thực hành chúng ta đặt ra cái nền tảng và chúng ta tập hợp tất cả mọi thứ cho nó hiệu quả một cách đúng cách tất cả mọi thứ vào đúng chỗ và bây giờ thì chúng ta thực sự thực sự lần đầu tiên ạ mà chúng ta thực sự đưa nó ra vào thị trường và chúng ta vào thị trường với câu chuyện của chúng ta với cái đà của chúng ta vậy thì nếu mà chúng ta nếu mà chúng ta có cái sự kiện ở Dubai nó là cái sự kiện đưa ra sản phẩm của chúng ta và chúng ta thấy được cái mục tiêu đạt được năm nay vậy thì chúng ta hãy cứ đưa ra và chúng ta mọi người và chúng ta hãy bắt đầu với cuộc gọi năm 2023 bởi vì là chúng ta nói ra với tất cả mọi người là chúng ta sẽ đạt được cùng với nhau cái gì vào năm 2023 và các bạn ở chúng tôi chúng ta hết sức tập trung vào cái mục tiêu bây giờ với tất cả các nhà lãnh đạo với tất cả những người đạt thành tích về cái mục tiêu này và đó chính là chúng ta đạt được một triệu các thành viên ạ vào năm 2023 và 1 tỷ là phần đóng góp vào năm 2023 và với cái kiểu đà mà chúng ta có ngay bây giờ thì thực sự đó chính là một mục tiêu có thể đạt được và chúng ta có rất nhiều các nhà lãnh đạo hàng đầu ở tại Daisy liên lạc với chúng tôi nói rằng là, à, mục tiêu của tôi cho năm nay đó là một 100, 100 triệu về phần đóng góp ở uh, trong tổ chức của tôi, ở trong đội của chúng của tôi. Vậy thì chúng tôi có rất nhiều người đang bây giờ tham gia vào với thực sự, thực sự, thực sự, thực sự các mục tiêu rất lớn cho năm 2023. Vậy thì đây là những gì, một điều rất là hay ạ. Đó là chúng ta có cái mục tiêu rất lớn cùng với nhau, là một cộng đồng với nhau, đó là một tỷ phần đóng góp ạ. Và mọi người ở trong cái webinar ngày hôm nay đều có cơ hội để nói được là uh, vậy thì mục tiêu của tôi là cái gì trong năm 2023? Một phần, uh, cái phần của cái điều mà tôi muốn đóng vai trò ở trong đây là cái gì và cái phần bánh nào mà tôi muốn tôi muốn sở hữu kể trong khi mà chúng ta xây dựng cùng với nhau năm nay vậy thì thực sự đó là một cơ hội hết sức tuyệt vời cho tất cả 10 trong số các bạn là các bạn hãy nhìn vào năm 2023 mà xem rồi mục tiêu của các bạn là cái gì Edward Ilia đây là cái mà tôi hồi hộp nhất trong toàn bộ cái mô hình kinh doanh này và chúng ta đã nói về cái đó ngày hàng ngày tất cả các nhà lãnh đạo ạ. Đây chính là điểm mà mọi nhà, lãnh đạo hết sức là hợp. Đây chính là cái thành phần dư chấn của cái mô hình, à, cái mô hình kinh doanh này. Và đó chính là cái điều thay đổi trò chơi của chúng ta. Đây chính là cái mô hình kinh doanh mà đó là các bạn thực sự có thể làm công việc của chúng ta, thực sự xây dựng, th thực sự đi ra ngoài và đạt được các mục tiêu của mình, kiếm được các cái cổ phần trong cái nhóm người thành tích. Rồi là, rồi là cái cái mục tiêu pay setter, pay setter lãnh đạo và thực sự chúng ta xây dựng được cái mạng lưới đây gì ở trong cộng đồng của các bạn và thực sự kiếm được một cái thu nhập thụ động mà nó không căn cứ vào cái phần mà chúng ta phải giữ lại hay là thứ nọ thứ kia và thực sự đó chính là cái cái cơ hội để chúng ta có thể xây dựng một cái mạng lưới kinh doanh uh, cái cộng đồng mạng lưới kinh doanh và chúng ta kiếm được cái uh, mạng lưới thụ động mãi mãi và tôi tôi chưa bao giờ thấy có cái hồi mô hình nào kinh doanh như vậy trước đây ạ và tôi biết rằng là chúng ta ở đây từ các nhà lãnh đạo và đây chính là điều số mà chúng ta nghe được từ họ chúng ta không thể tin được là họ đang kiếm được cái gì về tất cả những cái phần về uh, về cái phần mặt trả ra và phần thu nhập thụ động ở tất cả các thành phần của cái phần mà còn lại hay là cái phần thụ động của cái mô hình kinh doanh của Daisy và đây chính là cái điều số 1 mà quan trọng nhất là thành phần quan trọng nhất của toàn bộ cái của chúng ta đó là khi mà mọi người hỏi tôi thì đó là cái mà tôi nói với họ vâng ạ uh, và đây, chính xác là lý do vì sao mà chúng ta làm việc cùng với nhau và khi là lãnh đạo và chúng ta có được cái điều đó Và đấy lý do vì sao mà chúng ta đang làm điều này và đó chính là một cái kết quả cho tập vật của sản phẩm chúng ta muốn đưa ra trong tương lai nữa khi mà chúng ta phát triển hơn nữa vào năm nay và năm sau nữa chúng ta có rất là nhiều các sản phẩm và mọi người sẽ có thể tiếp tục kiếm được những cái thu nhập thụ động như thế này và đó chính thực sự là cái điều tốt nhất mà đó là cái khái niệm hay nhất mà chúng ta từng có ở trong sự nghiệp ạ vâng ạ hoàn toàn đúng ạ. Vậy thì các bạn ở chúng tôi muốn chúc mừng tất cả các bạn năm 2023 hết sức là tuyệt vời khi mà chúng ta bắt đầu ngày hôm nay và chúng ta biết rằng là đây chính là cái điều mà chúng ta sẽ đặt kỷ lục ra được cùng với nhau. Và chúng ta muốn chào đón tất cả mọi người một cái chính thức tới cái cuộc gọi tần toàn cầu đầu tiên của năm 2023. Và chúng ta có một số uh, những cái phần thông báo rất tuyệt vời mà chúng tôi muốn nói với các bạn ngày hôm nay ạ. Vậy thì trước khi mà chúng ta đào sâu vào cái phần thông báo thông tin, vậy thì chúng ta hãy nói về một số những cái điểm nhấn mạnh của chúng ta, một số những cái thành tích lớn mà các bạn đã đạt được, mà chúng ta đã đạt được cùng với nhau ạ ở trong cái cộng đồng của Daisy trước hết là chúng ta đã có đạt được 300 triệu hơn 300 triệu về phần đóng góp tổng phần đóng góp theo cấp kể từ hồi Daisy đưa ra sản phẩm vào tháng 1 năm 2021 mà tôi các bạn tôi nghĩ rằng là là 298 hay là 299 triệu và ở đây là chúng ta sẽ chúng ta đạt được nó qua được cái mưa ngưỡng 300 triệu mà đó chính là cái thành tích vô cùng lớn mà chúng ta đạt được trong vòng 2 năm khi mà cái dự án này nó đưa ra và đó là một cái dự án hoàn toàn phi tập trung và nó được thực hiện thông qua hợp đồng thông minh ở trên blockchain mà chưa bao giờ được làm trong lịch sử trong lịch sử của cái ngành công nghiệp này và chỉ trong vòng tháng 12 ạ các bạn ạ đây là đây là những gì mà các bạn đây là cái điều mà chúng ta thấy rất hồi hộp và từ sáng nay từ SS Edward Ilya và tôi ạ. Đó là 45 triệu USDT về phần đóng góp trong tháng 12 ạ. Và chỉ trong một tháng thôi ạ. Thì trong một đó là cái tháng cuối kỳ của năm thì 45 triệu là phần đóng góp mới vào hợp đồng thông minh của Daisy và các bạn ạ đó làm điều hết sức tuyệt vời đó là thành tích vô cùng tuyệt vời và cái thời điểm duy nhất mà chúng tôi từng có cái kiểu đóng góp như vậy ấy, đó là vào tháng tháng 1 năm 2021 khi mà chúng tôi bận đưa ra sản phẩm và và tháng 3 hay là vào tháng 4 năm 2021 khi mà chúng tôi đưa lại sản phẩm lại launch một lần nữa Vậy thì đây chính là cái tháng lớn nhất mà Daisy từng có trường có trường hợp ngoại lệ là cái tháng đưa ra có trong lịch sử của dự án ạ. Vậy thì xin chúc mừng các bạn đã chúng ta đạt được cái mốc giới giới hạn với lại cái mục tiêu của chúng ta làm hơn là hơn 100 triệu về phần đóng góp USDT vào trong cái AI Forex và đây chính là điều hết sức tuyệt vời ạ. Đây chính là cái 8 tháng cuối cùng vừa qua mà chúng ta đã có được nhiều à, cái đóng góp hơn, hơn ở trong cái Forex AI thay vì so với toàn bộ à, 24 tháng của cái crypto AI hay AI tiền điện tử. Đây chính là cái đà rất lớn đang xảy ra ngay bây giờ. Đối với lại Forex AI thì đã, đã kết thúc năm ở mức độ là 478,74% là phần hiệu suất chỉ trong vòng 8 tháng ạ và đó là điều hết sức tuyệt vời và và tất nhiên tất cả mọi người là các bạn đã thể các bạn thấy các con số như thế này ở trong cái back office rồi là crypto phần chuyển nhượng tiền điện tử sang forex là lên tới 56% kể từ ngày 1 tháng 11 vậy thì kể từ ngày 1 tháng 11 là chúng ta chuyển đi thì cái phần lớn cái số dư ở crypto tiền điện tử và nó có tiền điện tử sang Forex và thì nó đã trong vòng 2 tháng rồi thì đã là hơn 56% là phần tăng trưởng và tháng và những người cái nhóm những người đặt tấn tích tháng 12 thì đã có được 131 cổ phần trị giá 4.846 USDT mỗi một cổ phần và cái nhóm người xây dựng tháng 12 đã có 2.601 cổ phần với trị giá là 224 USDT mỗi một cổ phần. Các xin các bạn để ý, chỉ trong một tháng 12 thì là có à, 118 những người Paysetter vàng mới và 17 nhà lãnh đạo mới vào tháng 12 và 78 triệu 17 như tôi đã nói 17 người lãnh đạo mới trong tháng 12 Vậy thì đó là một cái cái kỷ luật một cái kỷ lục mới mà chúng ta đạt được trong tháng 12. Và khi mà chúng ta nhìn vào năm 2023 thì chúng ta chưa bao giờ vào một cái năm mới với lại cái kiểu đà như thế này đằng sau nó. Và chúng ta chưa bao giờ thấy cái điều này trước đây. Tôi chưa bao giờ thấy cái này. trong cuộc thấy, thấy, cái này trong cuộc đời của tôi ạ, trong lịch sử của cái hành trình kinh doanh của tôi, trong cái thời gian của tôi, trong cái ngành công nghiệp này. Tôi chưa bao giờ thấy một cái đà nào mà như là chúng ta có ngay bây giờ. Kết thúc năm của chúng ta với cái kiểu đà như thế này ạ. Và đưa ra cái năm mới của chúng ta đặc biệt là với lại cái sự kiện lớn mà chúng ta sẽ có sắp tới nữa và nó đưa chúng ta thêm và được vào tương lai và 78 triệu USDT đã được trả ra ở, ở trong cái phần thưởng về giao dịch cho cộng đồng. Các bạn ạ, à, đây là điều hết sức tuyệt vời. 44 triệu từ Forex AI và 34 triệu từ AI tiền điện tử đã được rút ra là lợi nhuận từ cái hiệu suất AI. Vậy thì đây chính là điều mà hết sức là tuyệt vời, các con số hết sức tuyệt vời. Chúng tôi chưa bao giờ thấy cái này trước đây và các bạn ạ, chúng ta thực sự chúng ta thực sự ở trong một cái khả năng vô cùng lớn bây giờ cho năm 2023. Vậy thì Edward Ilya, bây giờ tôi sẽ chuyển tôi sẽ tắt cái màn hình chia sẻ điện Bởi vì tôi biết rằng là các anh à, cũng có một số điều quan trọng muốn nói ở đây và tôi sẽ tắt màn hình chia sẻ điện để mọi người có thể được nghe từ các bạn nữa từ các anh nữa ngày hôm nay về những gì đang xảy ra bây giờ và các anh đang nghĩ thế nào cho năm nay. Vâng well, Jeremy, một điều tôi có thể nói là năm nay thì đó là năm mới của chúng ta thì nó rất là đặc biệt và bây giờ là với những gì mà chúng ta có đặc biệt với một số các thị trường ở, ở số một quốc gia thì vẫn đang à, phát triển và chúng ta thấy được cái mức độ rất là cao về phấn khích của mọi người và hồi của mọi người và người ta muốn tiếp tục xây dựng người ta chưa ăn mừng vội và và người ta rất là thích cái này và người ta đợi cái sự kiện ở Dubai và tất cả mọi người đều tham gia mọi người tại Daisy Và vậy thì người ta nói về Daisy và người ta đặt câu hỏi không có thời gian để nghỉ ngơi người ta và không có thời gian để nghỉ ngơi. Như vậy thì thực sự đây là một cái thời gian rất là hồi hộp và rất hay và giàu giống như anh nói ạ. Đây là đầu tiên trong cái cá nhân trong cuộc trong hành trình của tôi và trong Daisy nữa. Thì chúng ta bắt đầu cái năm mới với lại cái đà rất là lớn, với niềm tin rất là lớn và sự hồi hộp lớn ạ. Vậy thì đây chính là điều hết sức mạnh mẽ. Cái này nó cho chúng ta nó cho chúng ta nó chúng ta một cái sự khởi đầu chúng ta không có thời gian để ngủ nữa. Vậy là chúng ta cần phải cung cấp không chỉ là uh, với lại uh, uh, những cái thỏa thuận mà chúng ta cần phải có xử lý với cả mặt trước và mặt sau uh, và và chúng ta hết sức là bận rộn nhưng mà chúng ta uh, nhưng mà bận rộn thì đó chính là điều mà điều tốt nhất mà chúng ta có thể có trong cuộc sống đúng không ạ? Nó tốt hơn rất nhiều là so với so với về cơ bản là không làm gì cả đúng không ạ? Chỉ xem tivi thôi mà không làm gì cả. Vậy thì chúng ta hoàn toàn cam kết và chúng ta đang làm theo một cái sứ mệnh ở đây. Và chúng tôi chúng ta rất là được có phúc khi mà chúng ta trong cộng ngày để chúng ta có thể đưa sang một cái mức độ tiếp theo và Jeremy khi em chia sẻ cái hình chiếu PowerPoint tôi nhìn vào tất cả con số ạ và tôi không nghĩ về cái gì nữa tôi thấy rất tuyệt vời ạ tôi vẫn đang xử lý thông tin và đang nghĩ là chúng ta đang nghĩ về cái chiến chiến lược của chúng ta cho năm tới và À, và cái điều số 1 cho mọi người đó là chúng ta hãy à, tới cái sự kiện Told You So ấy, sắp tới và nó rất là quan trọng và rất là không may chúng ta chỉ còn vài vé là, còn lại vài vé để mua thôi ạ và tôi không biết là bao nhiêu nhưng tôi nghĩ khoảng 100 ạ còn lại khoảng 100 vé để mua vậy thì và những cái người mà sẽ xuất hiện ở tại sự kiện đó thì mọi người sẽ xuất hiện ở tại sự kiện đó họ sẽ có lợi vô cùng nhiều ạ vô cùng nhiều theo những cách khác nhau và chúng ta có cả khuyến mại mà quảng cáo và chúng ta có ban ba lãnh đạo ở tại Dubai nữa, cách đây khoảng vài tháng ấy. Và đây là cái cái cách mà người ta nghĩ ra được cái gói khuyến mại này cho cái sự kiện ở Dubai. Và đó là một điều hết sức là mạnh mẽ. Tuy nhiên, lý do vì sao mà chúng tôi đã làm điều này bởi vì là chúng tôi biết là nó quan trọng như thế nào cho mọi người là chúng ta hãy có mặt ở tại sự kiện này và những cái phần thông báo và tất cả mọi thứ mà nó sẽ xảy ra ở đó. Tất cả nội dung đấy ạ, các bạn phải có, các bạn nên có mặt ở đó vậy thì tôi vẫn đang xử lý tất cả thông tin sau khi mà Jeremy chia sẻ cái màn hình cái cái hình chiếu PowerPoint tôi tôi biết con số rồi chúng tôi đã biết con số rồi chúng tôi đã nói về cái đó nhưng mà trong khi anh đang nói và tôi đọc qua và tôi uh, xem cái thông tin đấy thì nó làm cảm xúc ha và tôi thấy rất tuyệt vời ạ rất là vinh dự và chúng ta được trải nghiệm điều này và rất là hồi hộp ạ và nó khuyến khích cho tất cả chúng ta bởi vì là chúng ta đã có rất nhiều các thử thách khác nhau và chúng ta đã vượt qua được trong vòng 2 năm vừa qua và để thấy được cái cộng đồng của chúng ta mạnh mẽ hơn so với trước đây và cái đà của chúng ta còn mạnh mẽ hơn trước đây thì thực sự nó cho thấy được cái mức độ lại về lãnh đạo mạnh mẽ như thế nào tại đây gì và nó cho thấy được cái cái sức mạnh của ban lãnh đạo của chúng ta và thấy được cái tầm nhìn và tin vào cái tầm nhìn của chúng ta và và tôi các bạn ạ chúng tôi xin nói với các bạn là ngay bây giờ thì chúng ta ở trong cái khả năng lớn nhất ạ mà có khả năng là bất kỳ ai ở trong cái cộng đồng này mà từng tham gia với lại cái cơ hội ở trước mặt các bạn, ở trước mặt tất cả chúng ta để làm cái gì mà chưa được làm trước đây. Và ở trên thế giới ạ và chúng ta thực sự có một cơ hội để tạo ra lịch sử ở một cái mức độ hoàn toàn khác trong năm 2023 và cái công việc khó nhất đã được thực hiện rồi đó chính là cái phần rất là điên rồ khi mà chúng ta nghĩ về cái đó nó là cái phần công việc khó nhất mà đằng sau chúng ta bây giờ ở trên thực tế là chúng ta đã đặt ra cái nền tảng và cái thử thách mà chúng ta đã vượt qua mà cho thấy được cái cái thị trường là cái mô hình của Daisy như nào và chúng ta xây dựng được cái sự tin cậy chúng ta xây dựng được cái niềm tin mà một điều mà không đó là điều chắc chắn ở trên thế giới không có ai nghi ngờ nữa là Daisy có thật như thế nào và và Daisy là chúng tôi cam kết đối phần lâu dài và chúng ta đã vượt qua được cái mùa đó rồi ạ. Và cái đó, cái đó chính là cái phần khó nhất ạ và bây giờ thì cái nền tảng của chúng ta đã được đặt, đặt ra rồi. bây giờ cái nền móng được đặt ra rồi. bây giờ thì chúng ta đi vào năm 2023 với lại cái đà vô cùng lớn này. và Edward, cái điều mà anh nói rất là hay. nói về những về, về cái sự kiện ở Dubai thì thực sự đó chính là cái điểm mà cái ma thuật của chúng ta, điều kỳ diệu của chúng ta xảy ra. nếu mà các bạn cam kết đối với cái sự kiện đó, đây là điều mà chúng tôi xin hứa với các bạn. chúng tôi xin hứa với các bạn là là cái hoạt động kinh doanh của các bạn và cái đà của các bạn và năng lượng của các bạn và cuộc đời của các bạn và tầm nhìn của các bạn vào trong tương lai và cái sự kết nối của các bạn và cái niềm tin của các bạn vào Daisy thì nó sẽ nổ tung ở lên cái mức độ tiếp theo nếu mà các bạn mang cái tổ chức của các bạn đi cùng các bạn tới sự kiện này ạ. Thì cái đà mà các bạn sẽ có từ đấy thì nó thực sự thực sự nó là không là cái gì, chưa là cái gì mà các bạn đã thấy trước đây, nó nó là cái gì đó mà các bạn chưa bao giờ thấy trước đây và chúng tôi biết rằng là cái cái thực cái sự kiện mà chúng tôi sẽ cho các bạn thấy tại sự kiện và tôi sẽ nói với các bạn tôi xin nói với các bạn rằng là chỉ cái ngày số 1 thôi của sự kiện ạ cái buổi chiều đầu tiên ấy của sự kiện đó từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều vào ngày 20 tháng 2 chỉ cái ngày đầu tiên ấy của sự kiện đó mà thôi ạ thì nó sẽ còn tạo nhiều tiếng ồn hơn nữa nhiều sự hồi hộp hơn nữa nhiều ngọn lửa hơn nữa so với lại mươi 24 tiếng đồng hồ đối với sự kiện nào mà các bạn đã từng tham dự trước đây vậy thì đây chính là những gì mà chúng tôi sẽ cho tất cả mọi thứ vào trong sự kiện này và nó sẽ là một cái launchpad thực sự của Daisy vậy thì chúng ta hãy chia sẻ một số thông tin rất là hay với các bạn về sự kiện đó và chúng ta sẽ đào sâu vào cái phần thông báo mà chúng ta có ở đây ngày hôm nay. Vậy thì chúng tôi sẽ lại chia sẻ màn hình với các bạn và chúng ta hãy đào sâu vào đây. Vậy thì ngày 20 đến ngày 21 tháng 2 năm 2023 thì tại cái thế trường Madinat ở Dubai vì như là chúng tôi đã thông báo với các bạn trong cái lần cuộc gọi lần trước thì chúng tôi đã thay đổi địa điểm sang cái thế trường Madinat và cái ngày thì chúng tôi di chuyển xuống một ngày là sang ngày 20 tháng 2 vậy thì 20 đến ngày 21 tháng 2 ở tại Dubai thì có thực sự là nó gần như là bà, vé được bán gần hết rồi chỉ còn 100 vé nữa thôi ạ vậy thì các bạn hãy mua vé ngay lập tức đi ạ. Và ở tại cái trang web toadyshow2023.com và có khả năng ngày hôm nay sẽ tuần này có khả năng chính là cái tuần cuối cùng ạ. Mà vé sẽ còn sẵn có cho các bạn để các bạn mua. Chúng ta nên nhìn vào chúng tôi đang nhìn vào các cái lựa chọn đó là cái phòng mà bị nhiều người quá. Bây giờ chúng ta đã đạt được cái công suất của chúng ta rồi ạ. Vậy hãy đảm bảo là các bạn hãy mua vé của bạn, các bạn hãy vào toadyshow2023.com để các bạn có thể có được tất cả các thông tin cho sự kiện và chúng tôi muốn thông báo với các bạn một số những cái sự công nhận hết sức là quan trọng mà và đặc biệt mà chúng tôi sẽ làm ở tại sự kiện ạ để cho đủ tiêu chuẩn cho cái sự công nhận này thì các bạn cần phải đạt đáp ứng được cái đủ tiêu chuẩn vào ngày mùng 1 tháng 2. Vậy thì các bạn có toàn bộ tháng 2, các bạn có toàn bộ tháng 1 để các bạn có thể đạt được những cái thành tích này Nếu mà các bạn chưa đạt được cái thành tích đó Và các bạn giúp những người khác nữa Để người ta có thể là được tương tự như các bạn Vậy thì đầu số 1 đó là đối với mọi người Mà đã đạt được được Paysetter Lãnh đạo, người khởi động lãnh đạo ấy ạ Thì chúng tôi có một cái khu vực VIP Mà chúng tôi sẽ có Ở đấy là có rất nhiều năng lượng cho các bạn Chúng tôi có thức ăn riêng và đồ ăn riêng Và cà phê và tất cả mọi thứ Mà các bạn cần trong sự kiện vậy thì các bạn muốn là pace setter người lãnh đạo người khởi động lãnh đạo vào sự kiện này bởi vì các bạn chỉ muốn là một phần của cái trải nghiệm vip đó thì các bạn sẽ có được những trải nghiệm đó điều số 2 đó là pace setter leaders là những người khởi động lãnh đạo mà với với cổ phần về người đạt thành tích ấy. cái này rất quan trọng bởi vì sự khác biệt đó là các những người khởi động lãnh đạo ấy, trong vòng 2 năm vừa qua mà đối với những người nào mà các bạn thực sự xây dựng và ngày hôm nay ấy, với lại cái đà forex thì các cái người khởi động lãnh đạo thì cùng với lại cái cổ phần người đạt thành tích ấy, thì sẽ được trao phần thưởng ở trên sân khấu với lại cái nhẫn đây gì mới ạ hai cái vòng đây gì mới ạ và bây giờ là chúng tôi à, các bạn sẽ các bạn sẽ cần phải có mặt ở tại sự kiện để thấy được cái phong tục đó mà cái với lại cái nhẫn đó mà chúng tôi làm và và các bạn biết là cái cách mà chúng tôi làm như nào tại đây gì mà chúng tôi phải làm đúng và tôi xin nói các bạn đây là cái nhẫn hay là cái vòng mà chúng tôi hết sức là các bạn đây là cái nhẫn mà các bạn hết sức tự hào để các bạn có thể đeo đây là cái nhẫn mà được làm theo điều chỉnh phù hợp với các bạn với cái chất lượng cao nhất và chúng tôi rất là hồi hộp đối với mọi người khởi động lãnh đạo với lại cái cổ phần người đạt người đạt thành tích thì các bạn sẽ được đạt cái này lần đầu tiên về đó là cái nhẫn đây gì chính thức ở trên sân khấu và sẽ hết rất là vui ạ. đó là cái thành tích hết sức lớn cho các bạn ạ và thì thu các bạn đối với lại những người được khởi động và các bạn đã được điều này và chúng tôi rồi hộp để có thể trao phần thưởng cho các nhà lãnh đạo ở trên sân khấu rồi là những người đủ tiêu chuẩn cho các nhóm người đạt thành tích thì đồng thời cũng được trao phần thưởng ở trên sân khấu với lại cái phần thưởng mới toanh gọi là phần thưởng người đạt thành tích đây gì vậy thì tôi xin nói các bạn là à, là một phần của các phần thưởng rồi là nhẫn rồi là các thứ khác nhau nhưng tất cả những thứ khác nhau mà chúng ta thấy ở trong cộng đồng nhé những gì mà chúng tôi sẽ trình bày cho các bạn là là cái người đủ tiêu chuẩn những người đạt thành tích ấy. thì đó là cái điều mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây đây là một điều mà các bạn hết sức là tự hào để các bạn được nhận và các bạn muốn cho cả thế giới thấy về cái thành tích này của các bạn và tất cả những gì các bạn cần phải làm đó là bạn hãy kiếm được cái cổ phần ở trong cái nhóm người đạt thành tích ấy. và các bạn hãy có mặt ở tại sự kiện để các bạn được ở trên sân khấu và các bạn được công nhận với lại cái phần tặng quà này và phần thưởng này và tất cả những người đủ tiêu chuẩn về nhóm của thành tích thì được mời tới một cái bữa tối tư VIP vào ngày 20 tháng 2 mà đó là chúng tôi thuê toàn bộ cái địa điểm đấy ạ và đó là trải nghiệm tuyệt vời của các bạn và các bạn không muốn bỏ lỡ đâu ạ. Đây là cho mọi người mà các bạn đạt được cái nhóm người thành tích ấy. Vậy thì nếu các bạn đủ tiêu chuẩn làm cái người đạt thành tích ấy. và các bạn muốn lên kế hoạch cùng với chúng tôi tham gia ở đó ở tại sự kiện thì cái đêm đầu tiên của sự kiện vào ngày 20 tháng 2 thì các bạn sẽ có một cái bữa tối rất đặc biệt VIP và các bạn hãy nhớ là các bạn có ngày có tới tận ngày mùng 1 tháng 2 phần cuối của tháng này để các bạn có thể đạt được các đủ tiêu chuẩn này. Vậy thì để chúng ta có thể có thời gian để chúng tôi chuẩn bị cho các bạn và và có thể tặng được cái, cái phần thưởng đó một cách phù hợp cho các bạn ở tại sự kiện ạ. Ngoài ra thì đây chính là lần đầu tiên mà thực, từng được thực hiện theo như tôi biết ạ. Đó là trên thực tế là các bạn được trả tiền để các bạn tham dự vào sự kiện ạ. Đây là một điều chưa bao giờ được làm trước đây ạ. Vậy thì chúng tôi đã bắt đầu cái sự kiện Daisy là cái nhóm bonus Daisy ở Dubai với lại 1 triệu USDT được đặt vào phần giao dịch trực tiếp cộng với 100% của tất cả các cái doanh số bán vé, doanh thu bán vé, tất cả các tiền bán vé thì nó sẽ vào phần giao dịch trực tiếp cộng với 1 triệu USDT mà đã được đặt vào rồi vào phần giao dịch trực tiếp mà đã được mà đã tạo ra lợi nhuận rồi cho những cái người kiếm được cổ phần. Vậy thì sẽ có hai cái nhóm bonus mà các bạn có thể kiếm được cổ phần ở đó. Một đó là cái nhóm bonus số 1 đó là chỉ các bạn cần đơn giản là các bạn tham dự sự kiện mà thôi ạ. Đây là một điều hết sức tuyệt vời ạ đó là các bạn chỉ cần tham dự cái sự kiện đó thì các bạn kiếm được một cái cổ phần ở trong cái nhóm bonus này. 500.000 USDT một nửa của một triệu. 500.000 USD cộng với lại 50% của tất cả các cái doanh thu từ vé thì nó vào cái nhóm bonus này và những cái lợi nhuận đó được chia sẻ với là các thành viên mà tham dự sự kiện ạ. Và cái nhóm bonus số 2 thì đó là cho những người nào mà các bạn khuyến quảng cáo về cái sự kiện đó đối với cứ cứ 3 lần 3 trường hợp mà các bạn giới thiệu được mà các bạn mang tới sự kiện này và các bạn có đưa được họ tới sự kiện này thì các bạn kiếm được một cái cổ phần ở trong cái nhóm bonus số 2 Vậy thì đối với cứ ba người ba người mà các bạn mang được tới sự kiện là cái người giới thiệu trực tiếp tới sự kiện mà người ta tham dự sự kiện ạ thì các bạn kiếm được một cổ phiếu một cổ phần cho cái nhóm bonus thứ hai này và tất nhiên là các bạn cần phải đăng ký cho sự kiện đó và và các bạn cần phải có đăng ký có mặt ở tại sự kiện với lại cái ví tiền của các bạn với địa chỉ cái phần đăng ký quá trình đăng ký thì tất cả để cho tất cả cái đó đều được xác minh và 50% của cái lợi nhuận được từ, từ những cái nhóm bonus này sẽ được trả ra hàng tháng bắt đầu vào tháng 9 nữa và 50% thì nó sẽ được tích hợp lại hỗn hợp lại vậy thì đây chính là điều hết sức là mạnh mẽ đó là chúng ta sẽ cứ để cho nó hỗn hợp lại cho uh, tổng hợp lại cho 6 tháng tại sao bởi vì là cái phần thưởng đó và cái phần thưởng nó sẽ tăng lên và sau đó là tối trong vòng 6 tháng vào tháng 10 tái uh, tháng uh, tháng 9 thì chúng tôi sẽ trả ra là phần bonus hàng tháng cho mọi người một mà người ta đủ tiêu chuẩn cho cái nhóm bonus này vậy thì chúng tôi tin rằng đây chính là lần đầu tiên ở trong lịch sử của ngành công nghiệp của chúng ta mà trên thực tế là chúng ta được trả chỉ vì là chúng ta tham dự sự kiện Vậy thì đây chính là cơ hội cho các bạn để các bạn thực sự kiếm được những cái thu nhập bonus lớn để giúp trả cho tất cả những sự kiện tương lai. Sau này ạ, chỉ bằng cách là các bạn đủ tiêu chuẩn và là một phần của cái sự kiện một lần này ạ. Vậy thì một lần nữa Edward Ilya và để tôi tắt cái màn hình chia sẻ đi ạ. Và nếu mà tôi có bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào về sự kiện hay bất kỳ cái gì hãy giúp cho tôi ạ và các bạn có thể tham gia và các anh có thể nói trước khi mà tôi quay trở lại hình chiếu ạ. À. Như là anh có nói về những cái nhóm bonus này ạ thì tôi có nhìn vào các con số và trên thực tế là chúng ta là thực ra nó là 9 tháng tổng hợp lại ạ và chúng ta có toàn bộ tháng 12 ạ và vậy thì nó chính là tổng hợp của 9 tháng ạ và nó thật là lớn nó còn lâu hơn so với lệ lần lần trước mà chúng ta đã làm đúng không ạ vậy thì một triệu mà được đặt vào đấy và ngay bây giờ kể từ bây giờ ạ tôi có nhìn vào các con số chúng ta quên mất chưa nói về cái đấy thì chúng ta có 74.000 ở trong mỗi một nhóm bởi vì chúng ta có 500 trong một nhóm cho cho việc tham dự và chúng ta có 500 000 nghìn à, vào việc là chúng ta đưa một cái người tới tới và chúng ta có hai cổ phần cứ ha cứ mỗi một năm thì chúng ta có một cái cổ phần vậy thì nó đã là 74 000 là lợi nhuận 74 000 sẽ được trả ra mỗi một trường hợp vâng ạ. chính xác ạ. vậy thì nó giống kiểu là 15 phần trăm rồi đúng không ạ chỉ trong vòng một tháng hay trong vòng dưới một tháng ạ vâng ạ điều này rất là mạnh mẽ và sẽ có cập nhật thậm chí trước trước tháng 12 sẽ chúng tôi sẽ cập nhật về con số ạ và về lợi nhuận và sẽ có phần cập nhật hàng tháng ạ chúng ta đã có cái đó ở trong ở trong cái phần back office ạ mà mọi người có thể xem ạ vào các con số nó được cập nhật hàng tuần ạ và Jeremy anh có nói về việc là chúng ta sẽ bắt đầu chảy ra kể từ tháng 9 năm sau vậy chúng ta sẽ làm như vậy trong vòng 6 tháng vậy thì nó nó sẽ không phải là mãi mãi đâu và nó sẽ là hạn chế về thời gian ạ vậy thì nó sẽ có khả năng cao là sẽ kéo dài cho 6 tháng cho nên khi mà chúng ta có cái vòng tiếp theo cho đến tận năm hai năm hai và thì cái này sẽ là uh, tổng hợp 50% phần trăm và chúng ta trả ra 50% phần trăm và thì chúng nó sẽ vẫn phát triển và lợi trở nên lớn hơn hơn lớn nữa sau tháng này sang tháng kia nhưng mà nhưng mà chỉ bởi vì đó là 9 tháng thôi ạ hay là bất kỳ cái khoảng thời gian nào hay là bất kể cái số tiền nào mà đi vào thì chúng ta có được 100% về mọi lần mà chúng tôi trả ra cho các bạn cho mọi cái vé, 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 nó được trả ra và sẽ là hàng triệu ở trong những cái nhóm đó Và khoảng thời gian mà chúng ta làm cái phần trả đầu tiên vào tháng 9 nhé và năm sau nó sẽ rất là tuyệt vời cho mọi người vâng ạ nó sẽ sẽ là hàng triệu hàng triệu trợ anh có biết là một điều gì khác nữa mà tôi cho hộp không anh Jeremy đó là thứ tự đó là đó là thứ ngày thứ năm ạ vào ngày thứ năm thì chúng ta sẽ biết được là ai sẽ thắng ạ cái nhẫn ấy tôi rất là hồi hộp để được đợi được được, được que được, được được đeo cái nhẫn đó tôi không đeo cái nhẫn cưới của tôi mà tôi sẽ đeo cái nhẫn đấy khi tôi ra ngoài à, nhưng mà cái nhẫn này á cái nhẫn của đây ấy sẽ được vài phút ạ tôi sẽ đeo vài phút ạ ừ, ngoài cái nhẫn của vợ của tôi ra sẽ rất, rất, rất là hay ạ cái chất lượng rồi là à, cái 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 nghệ thuật của cái nhẫn rồi cái thông điệp cái nhẫn nó mang một cái năng lượng và nó mang một cái cái tin nhật thông điệp đúng không ạ? Tôi tin rằng là uh, thu nhập của mọi người sẽ tăng 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 nữa, tăng nữa tăng nữa chỉ từ cái năng lượng ấy đằng sau của cái đó và chắc chắn là như thế 100% ạ, chắc chắn 100% ạ. Đảm bảo tôi xin đảm bảo 100% ạ. Cái nhẫn này cái nhẫn này là cái nhẫn được thiết kế theo cái chất lượng hàng đầu ạ. Rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp ạ. Các bạn sẽ hết sức là tự hào khi mà các bạn đeo cái nhẫn này ạ. Và cái này sẽ rất là tuyệt vời bởi vì là à, cái này nó sẽ tiếp tục bây giờ kể từ giờ trở đi ạ đây sẽ là cái việc mà tặng nhẫn đầu tiên mà chúng tôi từng làm nhưng mà khi mà chúng ta khi mà chúng ta thấy khi mà chúng ta nói và khi mọi người thấy là dạng wow là chúng tôi làm như thế nào chúng ta đang làm như thế nào tại đây gì? thì đây sẽ chính là một cái phần thường xuyên của mọi sự kiện mà chúng ta có vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu phát triển cái nhóm cốt lõi là các nhà lãnh đạo là các những người đạt thành tích mà người ta đang thay đổi cuộc đời của mình về mặt tài chính và có được sự công nhận để đi cùng với cái đó và họ có thể cho mọi người xem nhẫn ạ và tôi có có thể xem video ạ Vâng ạ. Rất, rất là hay ạ. Tôi rất thích ạ. Tiếp theo là gì nhỉ? Chúng ta sẽ tiếp tục nói về thông tin ở đây ạ. Vậy thì nó ngày càng trở nên hay hơn nữa. À, cái nhóm những người là thành tích Forex. Và khi mà chúng ta đưa ra cái này và chúng tôi đã biết rằng là nó rất, rất là hay cho mọi người. Nhưng mà các bạn ạ. Chúng cứ... Từ tháng này sang tháng kia, từ tháng này sang tháng kia thì cái nhóm mà đặt tích thì nó làm thay đổi rất là nhiều thứ và tháng này thì nó đang xảy ra như vậy và nó đang xảy ra vào tuần này, đó là 4846 đô la một cổ phần ạ. Cái đấy là đó là cái bonus hàng tháng ạ, đây chỉ là bonus thôi ạ. Mà cho tất cả có tất cả những thành phần khác nữa trong cái kế hoạch phần thưởng. Đây là cái bonus thụ động cho mỗi một cổ phần mà các bạn có thể kiếm được vô hạn là phần cổ phần à, vậy thì nó hết sức là mạnh mẽ khi mà chúng ta nghĩ về điều đó nếu mà ai đó tham gia vào đây gì ngày hôm nay thì người ta trở trở thành cái người khởi động lãnh đạo mà có nghĩa rằng người ta sẽ có ba cổ phần ở trong cái nhóm người đạt thành tích chỉ cái phần bonus như thế mà thôi á, cho cái uh, 15.000 uh, hoặc là hơn cứ hàng tháng là cái phần thu nhập tự động chỉ từ một cái cái nhóm bonus này vậy thì làm thế nào mà chúng ta có thể kiếm được cái cổ phần ở trong cái nhóm người đạt thành tích ạ à? trước hết là chúng tôi muốn thông báo về cái yêu cầu mới vậy thì để có thể đủ tiêu chuẩn để có thể kích hoạt cái cổ phần của các bạn trong nhóm người đạt thành tích thì các bạn bây giờ sẽ cần phải là cái người pay setter vàng hay là người khởi động vàng làm thế nào có thể trở thành người đạt thành tích đó là các bạn giúp một người mà các bạn giới thiệu trực tiếp vào Daisy và khiến giúp giúp cho người ta trở thành người khởi động vàng và mỗi một lần các bạn giúp một trong những cái người giới thiệu trực tiếp của các bạn nhé đạt được người khởi động vàng hay pay setter vàng ấy, thì các bạn kiếm được cái cổ phần ở trong nhóm người đạt thành tích để có thể cho cái cổ phiếu của bạn được hoạt động có giá trị thì các bạn đồng thời cũng phải là cái người khởi động vàng và cái người mà có thể kiếm được cái cổ phần này và không phải là cái người pacemaker vàng và người ta người ta sẽ được cho vào trong cái nhóm đó đó cho đến khi mà người ta đồng thời có thể đạt được cái tiêu chuẩn để đủ là cái người pacemaker hay người khởi động vàng và nó chỉ đơn giản như vậy thôi ạ, à. đó là các bạn trở thành người khởi động vàng và các bạn giúp những người khác trở thành cái người khởi động vàng và và cứ mỗi một lần các bạn làm như vậy thì các bạn kiếm được thêm một cái cổ phần nữa ở trong cái nhóm người đạt thành tích này và cái nhóm người đạt thành tích ấy, thì nó chính là cái nhóm bonus đó là cái nhóm về giao dịch mà chúng tôi đưa ra cái nhóm này với là một nửa triệu USDT cùng với Ngoài ra là 5% của tất cả những cái doanh thu gói đà và 2,7% của tất cả các cấp từ 3 đến 10 rồi 4% của tất cả các cấp từ 1 đến 2 và tất cả những cái mức độ Unilevel thì các bạn có thể vào vào cái nhóm bonus này là cái nhóm bonus giao dịch này và cái nhóm đó thì nó cứ tiếp tục phát triển tiếp tục phát triển đang tiếp tục phát triển ngày càng nhiều cổ phần hơn nữa đang được kiếm được vậy thì đây chính là cơ hội lớn cho các bạn để các bạn có thể là một phần của cái đà của Daisy và trong cái nhóm người xây dựng ạ à. đây chính là cái nhóm mà nó được tạo ra cho mọi người ạ à. mà đó là cái nhóm mà bất kỳ ai cũng có thể ra ngoài và các bạn có thể giới thiệu khoảng hai người hai vài hay là vài người hay là kể cả là các bạn mới bắt đầu ở Daisy hay là cái hành trình ở Daisy thì các bạn có thể đạt được các cổ phần ở trong cái nhóm người xây dựng đối với là cứ 500 USDT là cái phần đóng góp bởi các cộng sự trực tiếp của các bạn thì các bạn kiếm được một cái cổ phần ở trong cái nhóm bonus này chỉ cho tới là 5% của tất của cái 500.000 đó thì nó có thể từ, từ vào một cái thành viên nó có thể đến từ một cái đội đơn lẻ và các bạn có thể tính tất cả mọi thứ cho cái nhóm bonus này và thì chỉ đơn giản bằng cách là giúp mọi người người ta nâng cấp hay là giúp cho mọi người tham gia vào đây gì thì các bạn chỉ cần đơn giản ra ngoài các bạn các bạn xây dựng cái mạng lưới giới thiệu người với đây gì thì các bạn kiếm được cổ phần ở trong nhóm người xây dựng và cái cách mà các bạn thấy được cái nhóm này hoạt động như này đó là đó là cái nhóm một tháng khi mà các bạn kiếm được cổ phần vào tháng này chẳng hạn thì các bạn sẽ được đặt vào cái nhóm của tháng tiếp theo và các bạn muốn tiếp tục ở trong cái nhóm đó thì các bạn chỉ cần đơn giản và các bạn kiếm được kiếm được cái cổ phần mới và đồng thời là các bạn cũng kiếm được cái cổ các cái cổ phần vĩnh viễn ở trong cái nhóm người xây dựng nữa bằng cách là các bạn đạt được những cái mốc nhất định đối với lại 3 tháng liên tục và khi mà các bạn làm được như thế thì các bạn cũng có thể kiếm được cái cái cổ phần vĩnh viễn ở trong nhóm người xây dựng vậy thì à, với điều đó mọi người kiếm được 50 đến 100 cổ phần ở trong cái nhóm người xây dựng hoặc là nhiều hơn thế nữa ở trong một tháng thôi ạ và một lần nữa thì đấy chính là một cái bonus khác nữa rất là tuyệt vời phần thưởng tuyệt vời khác nữa và cái với cái phần cổ phần đó vào tháng này thì đó là 224 đô la một cổ phần vào tháng này ạ vậy thì hai cái nhóm bonus này thì thực sự thực sự giúp cho chúng ta để có thể xây dựng cái đà ngay bây giờ ở trong đây gì và tất nhiên thì đối với là các cái gói về đà forex thì nó mới nó đang hết sức là bùng nổ và tôi muốn chúc mừng vì đối với các bạn mặt đạt tôi muốn chúc mừng là khi mà chúng ta đạt được cái mốc 100 triệu ở trong cái phần đóng góp về forex ai và rất là nhiều cái đó là đến từ cái gói đà mọi người đang nói với nhau và mọi người tham gia nhiều hơn bởi vì đây chính là một cái gói khuyến mại rất là lớn mà đó là các bạn có 90% ạ à, của cái phần đóng góp của các bạn vào vào cái giao dịch trực tiếp. Và bây giờ thì chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả mọi người đều biết rằng là à, cái phần mà gói khuyến mạng mua lại hạn chế vào tháng 12 ấy thì nó đã kết thúc rồi ạ. Và thì chúng ta có cái phần à, cái của chúng ta có cái gói đó đã kết thúc vào vào ngày 1 tháng à, 1. và chúng tôi muốn đảm rằng rằng chúng tôi muốn đảm bảo rằng là cái gói đá thì nó sẽ vẫn tiếp tục ạ. Nó sẽ vẫn tiếp tục cho đến tận hết tháng 1. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục cái gói đà Forex vào tháng 1. 1 cái gói đà cho một cấp cho cấp 5 đến cấp 10 vậy thì cái gói đà thì nó vẫn chưa kết thúc đoạn nhưng mà cái cái gói đà cái phần gói đà mà không hạn chế thì đã kết thúc rồi vậy thì tôi muốn đảm bảo là tất cả mọi người hết sức là rõ về cái đó một lần nữa thì cái gói đà forex thì nó đặt 90 phần trăm của cái phần đóng góp của các bạn vào vào phần giao dịch trực tiếp ạ Vậy thì cái gói đà nó sẽ tiếp tục đến hết tháng 1 và còn đối với cái gói đà mà không hạn chế thì nó đã kết thúc rồi và một cái gói đà một cấp bắt đầu từ cấp 5 ạ và đồng thời là chúng tôi cũng muốn thông báo với các bạn về cái phần khởi động lại đối với người khởi động vĩnh viễn ạ vậy thì thay vì là Uh, một lần thì bây giờ người ta muốn sẽ người ta khởi động vào tháng này và người ta sẽ và hay là chúng ta sẽ không khởi động lại vào tháng này và chúng tôi đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo và người ta nói rằng không có lý do gì mà chúng ta không không biến nó trở thành cái phần khởi động lại vĩnh viễn vậy thì bây giờ các bạn để trở thành là khi mà các bạn đủ tiêu chuẩn để người khởi động vĩnh viễn ở trong một cái tháng của năm vậy thì nếu các bạn đã được hai nếu các bạn đạt được 24 trường hợp các bạn giới thiệu và 128.000 USDT là cái phần đóng góp mà các bạn giới thiệu ở trong cái tháng của cái năm dương lịch thì các bạn được đủ tiêu chuẩn cho Paysetter là người khởi động và khi các bạn kiếm được cổ phần của một phần một phẩy tám phần trăm của tất cả những phần đóng góp về gọi với cộng đồng và một phẩy hai mươi phần trăm của tất cả những phần thưởng giao dịch toàn cầu và các bạn kiếm được cổ phần là năm phần trăm của cái vốn sở hữu ở Endotech thì nó được chia sẻ với lại cái người khởi động vàng ạ và tất nhiên thì các bạn phải là cái người khởi động vàng nữa đã để các bạn có thể kiếm được cổ phần của các bạn ở trong cái nhóm người đặt thấy thích nữa. Vậy thì có rất là nhiều các lợi ích khác nhau để trở thành cái người khởi động vàng ạ. Thì đó sẽ chính là cái khối xây dựng đầu tiên trong hành trình của các bạn với lại Daisy và nếu mà trên thực tế mà các bạn có đang tham gia vào các vào cái kế hoạch phần thưởng và tất nhiên thì nó thực sự nó chúng cho nó chúng ta vào cái cơ hội nếu mà đủ mọi người mà muốn trở thành cái người khởi động và lãnh đạo ấy ạ. Nên thì bây giờ chúng tôi muốn giúp cho mọi cái người khởi động vàng kể cả là người ta vẫn chưa ở trong cái 30 ngày đầu tiên làm thế nào mà chúng ta trở thành cái người khởi động lãnh đạo á đó là các bạn hãy giúp ba người ạ là các bạn giới thiệu ba người và các bạn giúp cho họ đạt được trở thành là người khởi động vàng các bạn giúp ba người trở thành cái người khởi động vàng hay pacer vàng ấy, thì các bạn trở thành pacer lãnh đạo và khi mà các bạn làm như vậy thì các bạn có thể kiếm được ba cổ phần ở trong cái nhóm người đạt thành tích và lên tới 150 cổ phần ở trong cái nhóm người xây dựng vậy thì chỉ bằng cách là trở thành cái người khởi động lãnh đạo hay là đổi lãnh đạo ấy thì đấy là chưa, tái, chưa tính đến cái phần bonus của cái người khởi lãnh đạo với một năm của tất cả cái phần phần thưởng bày giao dịch toàn cầu và một năm của tất cả những cái phần đóng góp về gọi với cộng đồng thì bây giờ các bạn đồng thời cũng kiếm được ở trong cái nhóm người đạt thành tích và trong cái nhóm người xây dựng khi mà các bạn tạo ra được những cái người khởi động à, và, và vàng mới. Vậy thì đó là cái mô hình rất là mạnh mẽ và chúng ta vẫn tiếp tục như vậy vào năm 2023. Thì đó là rất nhiều năng lượng khi mà chúng ta vào năm 2023 với là cái phần thông báo mà chúng tôi đang đưa ra ngày hôm nay Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tắt cái màn hình chia sẻ đi ạ. Và chúng ta hãy quay trở lại các nhà thành lập của chúng ta ở đây ạ. Edward đi ạ. Năm 2023. Đối với mọi người mà trở thành cái người khởi động hay pay setter chỉ bằng cách là các bạn có được 50 cổ phần ở trong cái nhóm người xây dựng và những cái người mà có đã đủ tiêu chuẩn ạ. Tôi nghĩ là không phải vào tháng 12 mà là tháng 11 thì hơn 1.000 11.100 là bonus trả cho paysetter. Nhưng mà thậm chí có một cái điều lớn hơn nữa mà mọi người đang chưa thấy và ban đầu là chúng ta quay trở lại cái D2 năm ấy, khi mà chúng ta mới bắt đầu đưa ra Sản phẩm thì đó chính là điều lớn nhất mà ít nhất đối với tôi ạ. Tôi không biết về các anh như thế nào mà có thể là cho các anh nữa. Đó là về cái vốn sở hữu ạ. Và đó là một điều mà chúng ta không, nó không thể đo được ạ. Uhm, đây là cái cách mà tôi đã xây dựng trong vòng 20 năm vừa qua. Mà đó là xây dựng bằng cách là có được các cái vốn sở hữu bằng bằng cách là đầu tư cổ uh, chứng khoán là và, và mua được nhiều các cái vốn sở hữu nữa và đối với tôi đó là điều hay nhất ạ uh, bởi vì khi mà chúng ta niêm yết và khi mà chúng ta lên công cộng ạ uh, lên công khai và khi mà chúng ta có cổ phần ở trong endotech hay là vốn sở hữu ở trong endotech thì đó là điều vô cùng lớn ạ uh. nhưng mà bây giờ trong khi mà các bạn đang làm thì nó cũng rất là lớn nữa đó là các bạn trở thành cái người khởi động uh, thì các bạn có một cái gì đó uh, các bạn có được ở trong cái nhóm người xây dựng nó rất là hay ạ uh. thì khi mà anh Jeremy nói ạ uh, thì tôi uh, ghi chép cho bản thân tôi phải tôi nghĩ rằng, wow điều này hết sức là hay điều nói rất là hay rất là hay tôi chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ một cái chương trình nào mà có rất là nhiều uh, mọi thứ mọi thứ đều rất tốt như này từng thứ một nó đều tốt ạ à. đều rất là hay à. tôi đồng ý với anh Edward à. và đối với mọi người trở thành cái người uh, pacer lãnh đạo thì uh, có hai phần trăm về vốn sở thì các bạn có hai phần trăm vốn giữ của ở, ở Enotech đây là điều hết sức là mạnh mẽ và rất là nhiều lần rất sớm tôi ạ à, thì tôi tin rằng vào tháng 1 tháng này thì tất cả mọi người sẽ thấy được à, nếu các bạn trở thành pay lãnh đạo nếu các bạn đủ tiêu chuẩn cái hai phần trăm thì các bạn hay là à, các bạn có rất là chúng tôi có rất nhiều các yêu cầu để, để thể hiện trong back office thì các bạn sẽ thấy là đối với những người nào mà không đủ tiêu chuẩn thì các bạn sẽ cảm các bạn sẽ có rất nhiều tháng trước mà các bạn để các bạn có thể đủ tiêu chuẩn ạ à. nhưng đối với tất cả các pay lãnh đạo các bạn chỉ cần có thêm có thêm một cái cổ phần ở trong cái nhóm đó và cái hai phần trăm về vốn sở hữu này đối với pay lãnh đạo thì nó sẽ là lớn hơn rất nhiều nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trường hợp pay vàng là cái vốn sở hữu của Pezada vàng bởi vì là cái cái số của bên lãnh đạo mà đủ tiêu chuẩn thì nó nhỏ hơn rất nhiều. Vậy thì đây là điều là rất hay ạ. Đây là một điều rất hay và giống như tôi nói rồi thì chúng tôi đã chúng, và, và người ta có rất là nhiều những người Pezada vào tháng 12 và có rất là nhiều cổ phần được đạt được và sau đó đồng thời họ cũng gấp đôi được cái cổ phần của họ nữa bằng cách là người ta có thêm được bốn cổ phần và giống như anh nói là có 12.000 uh, đô 22.000 12.000 ở trong phần đó và đồng ngoài ra người ta đủ tiêu chuẩn để trở thành cái người đạt thành tích đúng không ạ? Và bây giờ thì họ là trở thành pay và người ta xây dựng thêm pay và người ta và người ta trở thành người đạt thành tích và sau đó là người ta xây dựng thêm được là uh, 5.000 hàng tháng hoặc là 6.000 hàng tháng tùy vào cái kết quả Vậy thì người ta có thể kiếm được kết quả hết sức là dễ dàng bắt đầu từ cái phần rất là nhỏ xây dựng lên một cái phần rất là lớn trong Daisy và rất dễ. Cái kết quả mà chúng ta đang có ở Forex nữa. Vâng ạ, tôi rất là thích cái cách mà anh nói bởi vì trong đầu của tôi, tôi nghĩ rằng là cái này thực sự nó khiến cho mọi người tập trung. Ví dụ đối với tôi, thì đây chính là cái đó và chúng ta trở thành người pay seller vàng và chúng ta có rất là nhiều cấp bonus. nào xuống ngoài chúng ta trở thành người pay setter khởi động vàng và bằng bằng cách làm như vậy thì các bạn mà có được cái cổ phần của người xây dựng rồi là các bạn có được tiền mặt và cái đó và bây giờ chúng ta có cái nhóm người khởi động và sau đó là các bạn có được 5% uh, chúng ta có bonus về người về trường hợp giới thiệu đối với trường hợp mà các bạn giới thiệu và tất cả cái đó mà tích hợp vào mà các bạn có và các bạn xây dựng cái pay setter vàng và đây sẽ là một tháng rất là hay đó là và có những bonus rất là hay và phần thưởng rất là hay rất là nhiều phần thành tích mà các bạn cái đó sau đó là các bạn giúp ai đó khác nữa trở thành pay setter vàng và vậy thì là các bạn trở thành pay setter vàng và bây giờ là các bạn có một đúng các phần thưởng một đúng các cái bonus khác nhau khi mà các bạn đạt được cái mục tiêu đó nhưng mà khi mà các bạn giúp ai đó khác trở thành người pacer vàng hay là người khởi động vàng ấy vậy thì bây giờ là các bạn bắt đầu tham gia vào cái phần thành phần đó là thu nhập thụ động ấy và bây giờ là cái nhóm người là thành tích bắt đầu có và đó là đó là cái phần phần thưởng vậy thì thực sự nó chỉ đơn giản như vậy thôi ấy, đó là làm thế nào mà tôi có thể tối đa hóa cái mô hình kinh doanh đây gì đó là các bạn rất đơn giản các bạn hãy trở thành pacer vàng người khởi động vàng hay dụ ít nhất 3 người trở thành người khởi động vàng hay pay vàng và các bạn làm tối đa hóa cái toàn bộ cái kế hoạch phần thưởng mà chúng tôi có ở trong cái mô hình kinh doanh đấy gì nhưng mà à, cả mặt trước và mặt sau ạ. Vậy thì thực sự đây chính là cái câu chuyện của năm, 2000, năm 2023 đúng không ạ? Đây chính là uh, người khởi động vàng và 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 có những người người ta nói làm thế nào mà tôi có thể kiếm được 10.000 đô la nhanh ở uh, trong cuộc sống trong hoạt động kinh doanh làm thế nào mà tôi có thể có được 10.000 đô la là cái cái tháng thu nhập của tôi, làm thế nào mà tôi có thể khiến cho uh, cuộc đời của tôi bắt đầu như vậy ạ? Vậy thì các bạn hãy trở thành người khởi động vàng và các bạn sẽ thấy được cái phần thưởng hết sức lớn đó. Hãy giúp ai đó khác nữa, trở thành peeder vàng hay người khởi động vàng và các bạn sẽ thấy được cái thu nhập thụ động do kết quả của điều đó và đó là chính là những điều mà chúng ta sẽ thấy vào năm 2023 nó sẽ rất tuyệt vời. Và xin cảm ơn. Vậy thì chính vì là chúng ta làm đơn giản cái đó, bởi vì là chúng ta không thể làm phức tạp với tất cả những thứ khác nhau, mà thực tế nó chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Đó là chúng ta hãy đạt được cái người khởi động vàng, hay paystack vàng và có rất là nhiều các thứ khác nữa, mà là cái thu nhập các bạn có thể gần từ đó và sau đó là à, và giúp ai đó khác nữa trở thành cái người khởi động hay paystack vàng ấy và các bạn thực sự là các bạn bắt đầu có phần thưởng để đạt được. Vâng ạ, chúng ta có 17 bảy và tháng 12 chúng ta có 17 cổ phần lãnh đạo mới và một điều rất là hay đó là một số người mà người ta tham gia người ta đã bắt đầu cách đây hai năm người ta cách đây bắt đầu cách đây hai năm và chỉ mới tháng vừa qua thì người ta người ta đạt được cổ phần của nhánh đạo và khi mà tôi nói chuyện với họ và tìm và biết được là người ta có hai cái cổ phần ở trong cái nhóm này là nhóm người đạt thành tích và đó chính là cái thu nhập thụ động chỉ cái đó mà thôi ạ chỉ trong một nhóm thôi chỉ chó chỉ có đó thôi thì rất là lớn ạ và mỗi một lần mà chúng ta làm tất cả cái này và chúng ta cộng thêm vào chúng ta cộng thêm vào chúng ta cộng thêm vào mà và ba người chúng ta ở đây mà mục tiêu của chúng tôi đó là chúng ta tự làm được và chúng ta chúng tôi nghĩ ra chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ tự làm và chúng tôi sẽ phát triển và chúng tôi sẽ đạt được và chúng bản thân tôi cũng có cổ phiếu và chúng cổ chúng tôi có cổ phần và chúng tôi có cổ phần nhà lãnh đạo và chúng tôi có cổ phần người xây dựng chúng tôi có cổ phần người đạt thành tích và chúng bản thân chúng tôi đạt đạt được cái đó và chúng tôi biết là nó hồi hộp như thế nào và khi mà chúng tôi nói với các bạn ở đây thì tôi thấy cái bên kỹ thuật bên phát triển người ta đang phát triển PR và đó là cái bên người đạt thành tích và người xây dựng ạ thì người ta sẽ có thể xong cái chương trình đó trong khoảng vài tiếng nữa chúng tôi liên tục nói với mọi người đây chính là cái tầm nhìn từ ngày thứ nhật à, từ ngày thứ nhất của chúng ta liên quan tới thu nhập tự động nó sẽ trở nên lớn hơn rất nhiều và vào tháng 12 ấy, là cái tháng tập trung của chúng ta tôi nói tôi đang không chỉ nói về về phần tháng 11 hay là cái phần 6 tháng tháng 12 thì chúng ta có back office đúng không ạ và chúng ta chúng ta à, có được nhiều thu nhập hơn nữa và chúng ta có cả mặt trước và mặt sau và đây chính là chính xác là cái tầm nhìn của chúng ta có được ngay từ đầu ạ. Điều này hết sức là mạnh mẽ trong vòng 2 năm ạ. Trong 2 năm nữa thì nó sẽ trở nên còn lớn hơn nữa. Nó trở nên còn lớn hơn nữa và các bạn tưởng tượng các bạn hãy tưởng tượng trong 6 tháng nữa hay là trong 2 năm nữa thì nó sẽ lớn như thế nào nữa. Và tất nhiên là chúng ta À, chúng ta vẫn tiếp tục duy trì được và phát triển được cái hiệu suất của chúng ta, cái phần khó nhất thì chúng ta đã vượt qua được rồi và cái mùa uh, của, khó nhất mà chúng ta đã vượt qua được rồi, bây giờ chúng ta là có bây giờ chúng ta là có mùa thu hoạch, chúng ta có nhiều cái thu nhập thụ động hơn nữa và đây chính là 45 mươi năm triệu uh, là cái phần đóng góp mới ạ và có nhiều cái thanh toán nhiều hơn nữa trong cái thu nhập thụ động ạ so với lại uh, trong cái phần mà phần thưởng vậy thì nó là cái phần đà mà tích hợp lại tổng hợp lại nó lớn như thế nào ạ hết sức tuyệt vời ạ và trong vòng 2 năm thì giống như kiểu ngày hôm qua thôi ạ mà tôi nghĩ rằng cứ tôi cảm giác như kiểu nhưng chỉ là có ngày hôm qua thôi ạ mà chúng ta ngồi ở đấy chúng ta ngồi ở đây vâng và chúng tôi cảm ơn tất cả các bạn mỗi một người các bạn các bạn tham gia cùng với lại cuộc cùng với chúng ta và cuộc gọi toàn cầu của chúng ta và cảm ơn các bạn vì đã tham gia vào cộng đồng của Daisy và sự cam kết của các bạn ngay từ lúc đầu và tham và trải qua hành trình này cùng với chúng tôi và cái chúng tôi uh, muốn là cái mô hình kinh doanh này là tất cả mọi người đều thắng và các bạn có thu nhập thu động các bạn có vốn sở hữu và Edward Ilya và tôi ạ cái điều số một mà chúng tôi hồi hộp nhất ngay bây giờ đó là đó là những gì mà chúng ta sẽ thấy được và xảy ra đối với thành mớ đối với thành viên mà tham gia vào lúc đầu và bây giờ là chúng ta đang thấy được nữa là, là, là chuyện cái phần chuyển nhượng sang forex và bây giờ là chúng ta đã bắt đầu vào mùa của chúng ta và chúng ta có khả năng nói được rằng là tất cả mọi người đang thắng khi mà với lại daisy và trong vòng 90 đến 100 hay là à, một với rất nhiều ngày khi mà chúng ta uh, ra ngoài cái với cái sự kiện với cái kết quả và chúng ta lấy tất cả những cái phần hồi hộp đi hay chẳng hạn hay là tất cả cái phần khuyến mại đi chẳng hạn và tất cả cái này đi tất cả những cái phần bỏ tất cả phần khuyến mại ra chúng ta chỉ nhìn vào con số nhìn vào sự kiện nhìn vào con số và số con số thống kê thì chúng ta có cái hoạt cái mô hình kinh doanh thật nhất mà chúng ta từng thấy trong ngành công nghiệp này và đó chính là cái nền tảng và cái nó là cái nền móng mà chúng ta có thể đi và chúng ta gây tác động đối với cả thế giới vậy thì năm năm 2023 các bạn ạ tôi xin nói với các bạn rằng là một triệu thành viên một tỷ phần đóng góp USDT và Edward Ilya và tôi chúng tôi đã nói với nhau về điều này các nhà với các nhà lãnh đạo hàng ngày ạ đây chính là cái mục tiêu, đây chính là sự tập trung, đây chính là cái điều 100% trước mặt chúng ta ngay bây giờ chúng ta biết chúng ta là ai là một cộng đồng với nhau và chúng ta biết rằng chúng ta sẽ đi đâu là một cái dự án và Edward Ilya cả hai đều nói, nói trước đó và cái phần mà quyết định lớn nhất mà các bạn có thể đưa ra ngay bây giờ đó là các bạn hãy có mặt ở tại sự kiện vào tháng 2 và hãy đưa càng nhiều người càng càng tốt có thể cùng với các bạn tới cái sự kiện tháng 2 đó. Vậy thì các bạn hãy đi mua vé và các bạn hãy đi mua vé các bạn hãy vào showdayshow2023.com các bạn hãy đăng ký và các bạn ấy đăng ký cho độ của các bạn và các bạn là chúng ta hãy tạo ra lịch sử cùng với nhau tháng 1 thì nó sẽ là cái tháng kỷ lục một lần nữa một lần nữa là tháng nọ sang tháng kia và chúng ta sẽ gặp tất cả mọi người vào tháng 2 tại Dubai Edward Ilya các anh cũng muốn nói suy nghĩ cuối cùng gì không ạ à? anh đã nói hết tất cả mọi thứ rồi tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn ạ tháng 12 mọi người làm việc hết sức đặc biệt hết sức hiệu quả và năng suất và bận rộn tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi mọi người gọi và nói rằng là ôi tôi đã trở thành pay setter lãnh đạo và rất là nhiều sự hồi hộp ạ đó là cái mùa kỳ nghỉ tuyệt vời nhất mà tôi từng có bởi vì giờ chúng ta ăn mừng hàng ngày với các nhà lãnh đạo mới với những người khởi động mới và những người thành thành tích mới vậy thì tôi tôi vẫn vẫn vẫn, vẫn, rất, vẫn rất mong đợi cái đó và một điều tôi rất là thích ạ, tôi rất là thích về những gì mà chúng ta nói về phần phần đánh về thành tích mới chứ không phải là những gì mà chúng ta đã đạt được mà năm ngoái hay là cách đây 2 năm, chúng ta đã đạt được thành tích mới và chúng ta đã tập trung vào việc và chúng ta đã tạo ra được những thành tích mới ạ vào tháng 1 và tháng 2 và tôi biết là tháng 3 sẽ hết là lớn sau cái sự kiện của chúng ta và, và như là anh biết ạ, như là chúng ta đều biết ạ và tôi biết rằng là chúng ta sẽ có được những cái kỷ, kỷ lục mới ấy, nhưng mà tôi muốn vẫn tiếp tục có được những kỷ lục mới vào tháng 1 và tháng 2 và tháng 1 sẽ rất là quan trọng cho các bạn là các bạn để có để các bạn có đủ tiêu chuẩn để nhận được cái nhẫn ấy, hay là để đạt được người thành, người thành tích một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn ạ từ từ tận đáy lòng trong tâm của tôi ạ từ tận đáy lòng của tôi ạ có rất là nhiều các nhà lãnh đạo, rất là nhiều người ở đây mà chúng ta vào với các đội của chúng ta mà chúng ta làm việc với với họ rồi trong 5 năm, 10 năm cùng với nhau rồi và bây giờ họ vẫn cùng với chúng ta và có rất là nhiều người mà tôi đã gặp ở đây mà tôi đã không biết họ trước đây tôi gặp họ ở Dubai và và chúng tôi trở nên hết sức là gần gũi và thân thiết với nhau giống như kiểu một gia đình ấy, rất là thân thiết với nhau và tôi rất thích ạ, tôi rất thích cái đó rất nhiều. Và đây thực tế chính là điều mà tạo cho chúng ta động lực ạ mà chúng ta làm nhiều hơn nữa và thấy được nhiều người hơn nữa mà người ta tin tưởng và có niềm tin và tin cậy vào cộng đồng của chúng ta và khi mà đây gì phát triển thì thử thách đằng sau chúng ta rồi và cái đó không có nghĩa rằng là chúng ta sẽ không có những thử thách mới thử thách là tốt ạ thử thách nó cho chúng ta thêm cái sức mạnh và đạt được lên cái mức độ tiếp theo ạ vậy thì tiến về phía trước tôi hết sức hồi hộp ạ xin gặp lại cả... xin gặp các bạn và ở tại dubai ạ xin cảm ơn tất cả các bạn nhiều ạ cảm ơn tất cả các bạn ạ và chúc mừng năm mới tất cả các bạn ạ chúc mừng năm mới ạ